đột quỵ và sốc khẩn cấp có bị thương hại nghiêm trọng. Công tác tái thiết sẽ bắt đầu vào tháng 3, được xây mới gần 200 TV giá 1 triệu thôi anh em nha. Anh em nào cần thì liên hệ nha. Đúng 1 triệu đồng thôi. Sáp quá rẻ. 1 triệu đồng. Xem cực kỳ tốt luôn. Full HD. Trong cuộc đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót mắc kẹt dưới đống đổ nát, cuộc đua quý thời gian cho đi, cơ hội sống sót của các nạn nhân giảm dần và thống kê người tử vong sẽ tăng cao. Các đội nhóm cứu hộ phải xác định vị trí nạn nhân càng nhanh càng tốt trong một khung cảnh hỗn độn. Các nhà khoa học và các bạn đã ứng dụng